ngày mà dậy từ 4 giờ sáng trèo tường để đi chạy bộ với nhau. Cái gì trèo tường? Vâng. Chạy bộ với nhau. Tức là đợt đấy là bạn ấy ở trọ nên là người ta khóa cửa, người ta không có mở cửa sớm. Thế là phải trèo tường ra để đi chạy bộ. Toàn bộ cái số tiền mà em có từ lương thì em dành hết ra bằng cái việc mua vé máy bay và vào thăm anh ấy. Em thấy khó khăn nhất rằng là gia đình không đồng ý cho bọn em yêu nhau. Gia đình ai? Gia đình anh Dương. Con bé xinh thế mà lại giỏi giang thế mà lại không cho yêu là thế nào? Thay đổi nhất đó là vợ em nói nhỏ đi. Giờ vợ em nói to lắm, làm mình rất là giật mình. Đặc biệt là những lúc khi lái xe. Chào tất cả khán giả và anh chị ạ. Em là Dương, em đến từ Hà Nội. Em và cùng vợ đang làm trong lĩnh vực là sức khỏe, làm phòng tập dành cho nữ. Hệ thống phòng tập khớp nhượng quyền từ Mỹ là bài tập được thiết kế dành riêng cho nữ, chỉ trong vòng 30 phút và có hiệu quả cao được Đại học Texas chứng nhận. Hay quá. Hay rồi, mời vợ nào. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay là em 29 tuổi và em cũng đang làm trong lĩnh vực phòng tập giống chồng của em. Như vậy là hai vợ chồng trước đây quen nhau sao ta? Cơ duyên nào gặp nhau? Khi mà bọn em đi thực tập ở một cái công ty, anh chồng em ấy thì anh có hai anh em sinh đôi. Thì khi em quen bạn em trước, thì khi bạn em đến trước thì bạn ấy mới giới thiệu cái người anh này vào để có thể là làm việc ở trong cái môi trường đấy. Cái lần đầu tiên mà khi mà em gặp chồng em ấy thì rằng là anh ấy là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Anh ấy là một người mà em cảm thấy như là nó khác xa hoàn toàn những cái gì mà trong tâm trí em đặt mục tiêu ra với cả một người chồng, một người yêu. Là tại vì anh ấy là người mà thứ nhất là công tử này, thứ hai là rất là rụt rè, không biết nói chuyện. Anh nói chuyện gì mà nó nói chuyện gì cũng tức là nó rất là nhạt nhẽo ấy, không có một tí vị nào trong cái cuộc hội thoại với người khác cả. Anh ấy hỏi em những cái câu mà tưởng chừng như là những cái câu mà nó hiển nhiên quá đấy, nó những cái câu mà ai cũng có thể trả lời được. Giống như là em ơi, em ăn cơm nhiều là chắc no lắm đúng không? ví dụ rằng là hồi đấy rằng là bọn em không xưng anh em mà toàn xưng là Trang với Dương. Trang ơi, Trang hôm nay Trang ở đây à? Tức là anh hỏi những cái câu mà nó rất là kiểu ông chỉ đấy, không đúng ông chỉ đó, không cần nhất thiết phải hỏi. Tôi vừa hỏi vừa trả lời luôn. Giống như hỏi cho có gì đó. Ô, thế hôm nay Trang tham gia chương trình Vợ Chồng Son à? Ngồi đây rồi mà hỏi vậy đó đúng không? Đúng. Đó thì anh đó là cái ấn tượng của em ban đầu về ông chồng. Mà dễ thương. Vâng. Nhưng mà chị cảm giác là dễ thương đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cái gu của người của em á là cái người đàn ông là như thế nào? Từ trước em đã đặt mục tiêu ở trong tâm trí em rồi. Tức là thì thứ nhất phải là một cái hình ảnh một cái anh mặc vest rất là đẹp. Thứ hai rằng em phải cao, tại vì em cũng là một người rất cao. Thứ ba rằng là tức là anh ấy phải là một người hài hước. Nhưng mà chồng em thì ngược lại, không có gì hết. Vâng, không có một cái gì trong tiêu chuẩn của em luôn. Khi mà anh ấy có thích em rồi thì anh ấy hiểu là anh ấy không biết nói chuyện. Thì anh ấy đã có một cái cách như này là mỗi ngày về anh ấy đọc một cái câu chuyện cười. Đọc một cái câu chuyện cười và khi mà sưu tầm những cái câu chuyện cười và anh tìm ra một cái câu chuyện cười hay nhất để anh ấy kể cho em vào ngày hôm sau để lấy lè với em. Thế thì Dương thì sao? Dương thì sao? Em mới đến công ty làm ấy, thì là Trang là sếp của em. Mình cũng cảm thấy là bạn ấy rất là một người phụ nữ rất là tự lập và cũng ngưỡng mộ vì cách bạn làm việc. Nên là mình thấy rất là tuyệt vời. Còn em thì không có tiêu chuẩn gì về cái người phụ nữ của mình cả. Chỉ thấy là ngưỡng mộ bạn ấy thôi. Từ lúc nào là em bắt đầu có ý định là em chinh phục vợ em? Hai người làm với nhau một thời gian ấy. Thì em cảm thấy là mình cũng có cảm tình. Thì mình chỉ đơn giản là mình muốn dành thời gian ở gần bạn ấy nhiều hơn thôi. Cỡ khoảng độ vài tháng sau khi làm việc cùng nhau. Cái điểm nào ở cổ mà Dương thích? Cái lúc thời điểm đó thì em chỉ đơn giản là thấy bạn ấy tốt tính. Và quan tâm đến mọi người thì em thấy thích thôi. Rồi sau đó là bắt đầu em chinh phục bạn này bằng cách nào? Em hay rủ đi chơi với lại đi chạy bộ buổi sáng. Ngày mà dậy từ 4 giờ sáng trèo tường để đi chạy bộ với nhau. Cái gì trèo tường? Vâng. Chạy bộ tại với sao? Nhau. Tức là đợt đấy là bạn ấy ở trọ nên là người ta khóa cửa, người ta không có mở cửa sớm. Thế là phải trèo tường ra để đi chạy bộ. Là Trang cũng thích là đi chạy bộ buổi sáng sớm hả? Cái hồi đấy thực sự rằng là không phải em thích chạy bộ buổi sớm. Hồi đấy rằng là khi mà anh Dương anh ấy rủ em đi chạy bộ ấy, thì chỉ đơn giản lúc đấy là có một đội chạy bộ cùng với nhau thì là em đi chạy bộ thôi.
Anh Dương thì là một người mà anh ấy rất là ghi điểm với em là anh là một người rất là thật tâm. Và anh là một người rất là chân thành ấy. Sau khoảng thời gian nào khoảng chỉ cần một tháng liên tục chạy bộ thì rằng là anh ấy tỏ tình với em. Hôm nghỉ sau 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và bọn em tỏ tình vào đấy, hôm đấy là ngày mùng 3 tháng 5. Khi em vừa ở trên quê xuống thì anh ấy tạo cho em một cái rất là bất ngờ. Tức là anh ấy bỏ em lên công ty. Khi mà em bước vào công ty thì công ty tối thui luôn. Em bảo rằng là thế cái công ty mà không có cái gì thì rủ mình lên đây làm cái gì. Thì bắt đầu khi em bước vào thì bắt đầu đứng đấy khoảng cứ tìm kiếm mãi không thấy anh Dương đâu. Thì bắt đầu em đứng được khoảng 3 phút thì bắt đầu là nhạc nó nổi lên. Thì bắt đầu rằng là đèn nó bắt đầu sáng. Thì cái ấn tượng của em rằng là có một cái cổng bóng bay nó được trang trí rất là đẹp. Và hình ảnh bọn em, hình ảnh anh ấy thu thập từ rất là lâu rồi. Có những cái hình ảnh của hai đứa này, có những cái hình ảnh của riêng em thôi. Và anh trăng lên và cái máy chiếu nó bật lên. Thì anh ấy làm một cái video rất là ý nghĩa rằng là từ hồi đấy rằng là về câu chuyện tình yêu của bọn em. Từ trước cái ngày hôm em tỏ tình á, Trang có giận em. Tự nhiên là cái lúc về thì em mở máy tính lên thì thấy có hiện lên những cái video mà các cái bạn khác tỏ tình nhau rất là thú vị ấy. Chính cái điều đấy nó gợi ý cho em là mình phải làm như vậy. Thế là em quyết định em làm luôn. Anh Dương thì khi mà tốt nghiệp đại học xong thì anh có 2 năm làm việc tại Phú Quốc. Trong cái khoảng thời gian 2 năm đấy thì rằng là bọn em cứ đi về á. Toàn bộ cái số tiền mà em có từ lương thì em dành hết ra bằng cái việc mua vé máy bay và vào thăm anh ấy. Cứ đầu năm thì em sẽ canh những cái vé rẻ. Ví dụ rằng là em làm việc với một cái bạn bán vé máy bay thì cứ lúc nào có vé rẻ vào Phú Quốc là bạn em báo em liền luôn. Em thấy khó khăn nhất rằng là gia đình không đồng ý cho bọn em yêu nhau. Gia đình ai? Gia đình anh Dương. Con bé xinh thế mà lại giỏi giang thế mà lại không cho yêu là thế nào? Thì em nghĩ là do hai nguyên nhân. Từ khi mà em bắt đầu yêu Trang ấy thì và em có đi học ở bên ngoài để phát triển bản thân, ngoài cái việc là mình học ở trong trường đại học ra. Thế là em sao nhãng cái việc học. Thế là sa sút chứ gì. Sa sút. Bố mẹ thấy thành tích không đâu ở đâu cả, lo yêu đương vớ va vớ vẩn. Thế là các cụ bực mình chứ gì. Yeah. Anh Dương thì là một người mà anh rất là ưu tú trong trường đại học. Thế là kỳ nào em cũng sẽ có học bổng. Nhưng mà từ đúng cái từ lúc yêu cái sa sút hẳn. Sa sút. Còn cái gì nữa. Còn một lần ra mắt, tức là em đưa Trang về nhà chơi. Thì cái lần đấy em nghĩ là kiểu phụ nữ trẻ tuổi thì không khéo được như các cụ ngày xưa ấy, thì có thể làm việc hay là nói năng các bố mẹ không ưng. Thế chị hỏi em này, thế vợ em nó có cái gì mà em chưa hài lòng không? Thật xấu đấy. Có. Đâu em kể chị nghe xem nào. Vợ em không để đồ đạc nó đúng vị trí, với lại là vợ em là hay quên á. Làm việc thường là không có kế hoạch mới là chính xác, hướng lên là làm thôi. Còn cái điều mà em muốn vợ em thay đổi nhất đó là vợ em nói nhỏ đi. Tức là vợ em nói to lắm, làm mình rất là giật mình. Đặc biệt là những lúc khi lái xe. Mình thì thấy cái tình huống đấy bình thường. Nhưng mà vợ mình hét lên làm mình giật mình. Thậm chí... À như vậy không phải nói to mà là vợ hay bị hốt hoảng. Rồi bây giờ tới Trang đó. Anh Dương từ ngày trước khi yêu em hoặc là đến kể cả bây giờ rồi, anh em là một người mà rất là kỹ tính, kiểu là bị OCD á. Bị cái rối loạn cưỡng chế, tức là để cái gì ở đâu là nó phải đúng vào cái vị trí đấy. Mà nếu mà nó để lệch một cái thì anh cảm thấy khó chịu. Đó, và anh ấy là một người anh không thích nhà có đồ đâu ạ. Kể cả cái đồ đấy nó còn dùng được đi nữa mà nó lộn xộn là anh sẵn sàng anh vứt đi luôn. Là anh muốn tinh giản đúng không? Đúng rồi, anh ấy muốn là nhà ít nhất, ít đồ nhất có thể. Anh là một người có kế hoạch nên những cái điều đấy từ em anh ấy cảm thấy không chưa thích lắm. Sau một cái khoảng thời gian 5 năm yêu nhau thì bọn em xung đột bởi những cái đấy, những cái nhỏ nhặt đấy rất là nhiều. Thì tự bản thân em cũng mỗi ngày em cũng tự rằng là trong từng mọi cái tình huống em làm việc gì cũng thế thôi, rằng là em cũng cố gắng là tu tập luôn tại cái hành động đấy luôn. Tức là biết chồng mình không thích cái sự để đâu mà vứt linh tinh rồi thì mình phải cố gắng là mình đưa nó vào đúng vị trí đấy. Em không mong muốn anh ấy thay đổi. Vâng. Anh đã hoàn hảo trong mắt em rồi. Con bé gái lớn chị ấy nó cũng vậy đó. Nghĩa là nó là đâu đó nó như ly như lâu vậy đó. Và đồ mà thừa ra cái gì đó. Vợ em cũng vậy.
ui cứ chủ nhật hàng tuần là thấy nó cả rồi cứ này dọn từng bao con làm gì đấy con vụt con dục đồ đấy vợ anh cũng vậy luôn á cứ mỗi một lần về mà sáng mà đồ mà anh nhà anh là hai đứa nhỏ luôn là hầu như ngày nào cũng bị mẹ nó cầm rạm nhân quăng tứ tung mà bà là suốt ngày là vợ anh là bao nhiêu là cứ cái gì mà không xài là hai ba ngày không xài là quăng dục đó đó rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ nha. Chúc hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và phát triển nha. Cảm ơn anh chị ạ. Dạ, em tên là Trần Quốc Bình, em 29 tuổi, em đến từ Buôn Thuột. Em làm nghề họa sĩ, đây là bà xã của em. Dạ, em tên là Đinh Thụy, 28 tuổi. Em là nhà thiết kế thời trang và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là hai bạn cùng làm nghệ thuật hết đúng không? Dạ. Thì là quen nhau trong môi trường nào ta? Dạ, hai vợ chồng em là quen nhau khi tụi em luyện thi lớp đại học vẽ để vô trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thì tụi em học chung với nhau gần một năm trời, là tới gần kỳ thi đại học á. Thì thầy hướng dẫn có nói là khuyến khích là hai vợ chồng này nên đứng cạnh nhau để bổ sung cho nhau. Thì vì riêng em thì em có cái nét vẽ nó rất là cứng và thô, thì nhìn tranh mình nó không có mềm mại. Còn ông xã em thì vẽ rất là mềm, rất là dịu dàng. Nhưng là bù lại thì thiếu những cái nét nhấn nhá để làm cho nó sinh động hơn. Nhưng mà cũng nhờ cái một phần đó thì em được đứng cạnh cô ấy thì em mới bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu thấy thích cái cá tính mạnh mẽ của cô ấy. Nhưng mà lúc đó thì thật ra em á là em ôn thi 3 năm trời rồi, cho nên á năm nay mà không đậu nữa là không ổn rồi. Lại là lớp 3 năm rồi. Dạ, là mặc dù em nói là thích cái cá tính của cô ấy, nhưng mà em nghĩ thôi mình không có dành thời gian cho cái chuyện đó, mình phải tập trung vô cái việc ôn thi đã, buộc phải đậu vô trong trường. Lúc mà thi xong thì đến ngày mà trước khi mà em đi về á, cái em bắt đầu em mới chợt nghĩ với nếu mà lỡ mà năm nay mình rớt nữa không biết còn cơ hội gặp cô ấy nữa không. Cho nên em quyết định là sáng hôm sau quay nhà cô ấy luôn. Qua nhà làm gì? Dạ, thì nói chung là khi mà qua em rất là bất ngờ. Thấy sớm tự nhiên mình nghe mở cửa thì mình mất nhắm mắt mở mà cùng đùa đi ra rồi nhìn ngáo ngát. Mình nhìn ảnh, nhưng mà ảnh thì bình thường thì rất là oai vệ. Không biết tại sao bữa đó lại đứng khép sát vào cánh cửa. Coi như đứng như con mèo. Đứng khép nép vậy hả? Dạ, khép lắm luôn á. Thì chào là thôi là chào anh thầy nhỉ. Đúng là cái giây phút đó là như là em bị xét tắm hay sao á. Rồi em mới thấy là anh này sao vậy, mà thấy còn nhiều quá. Không làm sao cái là khép lắm đúng không nãy em nói? Dạ đúng rồi, khép lắm. Có mình chung em khép kiểu gì luôn á? Đâu khép sao đâu. Rồi sao nữa? Dạ sau khoảng thời gian đó thì khi đi về thì tụi em vẫn liên lạc với nhau, rồi cứ là khi nào có kết quả thì báo, thì cũng là rất là niềm vui là hai vợ chồng em cùng đậu vô một lớp. Thì cứ hứa hẹn đi lên rồi gặp nhau vui vẻ, thì em rất là trông mong, rất là háo hức, nhưng mà cái sự thật nó rất là phũ phàng. Sao sao? Dạ, ảnh gặp em ảnh lơ, coi như là chưa từng quen biết. Sao lơ ta? Dạ, thật ra thì do là mình không gặp mặt nhau, mình nói chuyện qua điện thoại, nói chuyện cho nắm được ý là mình cũng thích nhau. Nhưng mà đến cái lúc mà xuống á, cái tự nhiên em nghĩ gặp mặt không, mình thấy ngại quá, không biết làm sao đây. Không biết. Dạ, em quyết định em lơ luôn. Trời đất ơi, tôi cũng đàn ông rồi mà sao? Dạ, tôi gặp phụ nữ mà có cảm tình, bây giờ tôi gặp 10 năm đi nữa tôi vẫn có cảm tình. Dạ, dạ không, lúc đó thì em vẫn có cảm tình lắm, nhưng mà em tự nhiên không biết mình gặp mình phải cư xử như thế nào cho nó hợp lý. Và em quyết định là khó quá mình lơ luôn. Rồi sao thấy anh lơ rồi sao, không lẽ lơ luôn? Dạ không, tính em rất là, nói chung là rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng. Gọi là tính manly đó. Dạ đúng rồi, hơi bị man một tí. Em là muốn cho ra chuyện. Bữa đó là anh ở ký túc xá, cái em đi kéo anh lên phòng anh. Em muốn nói chuyện. Cái vụ kéo lên phòng. Dạ lắm anh ơi. Dạ lúc đó đang đứng dưới lớp, cái tự nhiên kịp tay em cho em muốn lên phòng với chị anh. Trong lòng hết sức lo lắng, không biết cái vụ gì đây, không biết mình gây ra tai nạn gì nữa. Nhắc lên xong cũng có tâm. Đóng cửa làm gì? Tôi có đoạn này phía kia nữa. Em hết hồn. Cái đóng cửa xong cái hoành lại nói với em, từ giờ anh rõ ràng đi. Cái em không biết là rõ ràng chuyện gì. Rõ ràng chuyện gì. Cô ấy mới kêu chứ, giờ chuyện hai đứa mình đó, anh rõ ràng đi. Em không biết giờ chuyện mình là chuyện gì nữa. Cái em thấy lo lắng quá, cái đang suy nghĩ đó, mình phải xử sự thế nào. Em quyết định là thôi đi vô giường của mình, ngồi để mình suy nghĩ câu giờ. Em vừa mới đi, chụp tay ngoài, kéo ngược lại luôn. Dạ, mình làm gì? Kéo ngược em lại mới kêu chứ. Anh là bạn trai em nha. Quá manly. Ảnh thì
thì ảnh không trả lời trời huống gì hết, ảnh cứ im lặng nhưng mà ảnh gật đầu ảnh cười tủm tỉm. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến hay sai không biết, cái tự nhiên em nhào tới em hôn ảnh. Trong trường hợp này bạn này bị cưỡng hôn dạ. Trời đất ơi, cưỡng hôn hả? Cái vụ này em là nạn nhân. Mình nói thiệt nha, mình là người đàn ông này nhưng mà chưa bao giờ tìm được cái cảm giác mà gọi được một người phụ nữ cưỡng hôn. Bây giờ kể cho nghe coi, cái tâm lý cái người đàn ông mà lần đầu tiên bị cưỡng hôn vậy sao? Cảm xúc dạ, cảm xúc. Em lúc đó lại không kịp phản ứng hết á. Mình chưa kịp định hình gì hết nhưng mà lúc đó phè. Đang hôn thì không biết là sao cửa lại mở. À. Dạ, có một bạn học trong lớp thì bước vô thấy. Thường quá. Thấy cái rồi cũng thấy cảnh đó lại quay đi thì hai đứa xảy nó ra. Vậy dạ, rồi đi xuống lớp luôn. Đó, sau khi lấy nhau về thì thấy có cái điều gì đó nó không như lúc quen nhau. Do tụi em là hai quê nên là đám cưới thì hai nơi. Nhà trai thì đãi ở trên Buôn Mê Thuột. Khi mà đám cưới buổi trưa xong á thì về nhà thì ở nhà vẫn còn bàn ghế chén bát cũng tương đối là hơi nhiều. Thì em thì cô dâu mà mình thì được trang điểm tóc tai lùm lum lại hết rất là mệt. Nên mình được chị dâu dẫn đi gội đầu massage. Thì em cứ đinh trong đầu là mình được đi về thì ở nhà mình có chồng mình ở nhà mình phải dọn dẹp xong hết rồi. Nhưng mà khi về nhà thì hỏi ơi cảnh còn y nguyên. Sao vậy? Nhưng mà em tìm chồng em hoài mà em không thấy đâu hết. Em hỏi chị kia là chồng em đi đá banh rồi. Thôi đang đứng chân hững như nè, cái ba chồng mới tới, ba chồng nói là thôi con khoan cảm cho nó đi, nó làm nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ gì kỳ vậy? Dạ em cũng chắc nó là nghệ sĩ mà em cũng nghệ sĩ mà em học trung học ra mà cũng nghệ sĩ lắm mà cũng buồn lắm hả? Tự nhiên nghệ sĩ sao bây giờ cái ngày quan trọng gì bỏ đi đá banh? Dạ không, lúc đó em tụi em cưới là buổi trưa cho nên là đã tiền xong á, cái bạn bè rủ đá banh cái mình cũng ham vui rồi thôi mình về thay đồ mình đi lui. Cũng hiện tượng lạ đó chứ thường á thì cái đám cưới xong rồi chú rể là mệt nhoài rồi. Dạ. Sau đó thì những cái gì bất ngờ đối với em nữa? Dạ cũng tiếp tục cái tập vô tư và vô tâm đó. Ảnh làm ở trên tòa nhà Y-Thao trên đường Cộng Hòa. Thì nhà em đi về thì tương đối là hơi xa. Anh nói là theo cái lịch giờ làm việc của ảnh là 5:30 là tan ca. Nhưng mà ảnh kể cho em một cái lịch rất là logic. 5:30 tan ca mà từ tầng 7 đi xuống lấy xe rất là đông thì phải mất nửa tiếng là phải tới 6 giờ. Mà từ 6 giờ mà từ đường Cộng Hòa đi về đến nhà kẹt xe thì hơn 1 tiếng là phải gần hơn 7 giờ. Nên thôi mình ở lại công ty mình ngồi đi, mình đừng có gửi khí độc ở đấy nó không thả rồi mình đi về, đằng nào cũng phải kẹt. Rồi thì trong lúc rảnh rỗi vậy á thì ảnh làm gì thì em biết, nhưng mà em cũng tin là thôi kẹt xe ảnh về trễ vậy thì không sao. Nhưng mà vài lần là em lên đón ảnh về á mà không bữa nào bị kẹt xe hết. Mà em khờ ghê luôn á, em nghĩ là em khờ dã man luôn á. Anh nói em hên á, tự nhiên có em đi là nó hên, nó không kẹt xe. Và em cũng tin gần 10 lần hả. Nhưng mà sau này thì gặp một bạn trong công ty, bạn có tiết lộ rất là bí mật. Mày mới lấy chồng mà sao mày để chồng mày trên công ty chơi game tới 7 giờ tối mới về. Dạ, về nhà chơi là chơi game thì bà xã cằn nhằn đúng không? Dạ, cho chắc là lúc mà chồng về sớm chắc em hay bắt nấu cơm nấu nước phụ em hay là lau nhà lau cửa phụ em để mình tìm cách trốn đúng chưa không? Chưa bao giờ có chuyện đó hết. Chưa bao giờ. Chứ hai đứa là ở riêng hay là ở với ba mẹ? Dạ, lúc mà lấy nhau xong thì tụi em ở chung với một ông anh. Em quên mất là còn chuyện tình tiết rất là hấp dẫn hơn nữa. Là ở chung với ông anh mà sợ anh buồn, kêu em đi làm về sớm nấu cơm hai anh em cùng ăn. Mà chồng đi không về, chứ không thấy em buồn hay sao mà đi tới tối lắm. Chồng nói vợ là sợ anh của mình buồn. Anh chồng đúng không? Dạ đúng rồi. Sợ anh mình buồn em phải về sớm nấu cơm. Nấu cơm. Hai anh em ăn cho vui. Bảo không về. Dạ, ông ở lại ông chơi game. Ở ngoài cái vấn đề mê chơi game thì ông còn mê cái gì nữa không? Dạ nói chung là ảnh có nhiều thứ đam mê quá em cũng không thể liệt kê ra được. Ví dụ như bây giờ một tuần đi làm thì tới thứ sáu nghỉ, thứ bảy chủ nhật là hai ngày cuối tuần để dành cho gia đình, nhưng mà em cũng không thấy mệt đâu hết. Dạ thì bình thường á, những ngày trong tuần em đi làm, em làm về trễ rồi. Tối em phải ra ngoài tiệm, coi tiệm cho giờ. Tối mới về tới nhà là đến 10 giờ tối rồi. Mà em á thì đúng là em có khá là nhiều cái niềm đam mê. Em rất là mê thể thao, thích chơi game, cũng thích đi chụp hình rồi này nọ. Em đặc biệt nữa là em rất là mê ngủ. Cho nên cái cuối tuần á là em ngủ tới trưa. Tới trưa xong em dậy, uống xong uống cà phê với bạn. Thì cái nhu cầu hợp lý không anh? Uống cà phê với bạn, uống cà phê với bạn xong cái hứng thú thì mình đi làm một cơ bia. Cơm bia xong cái đến chiều á thì đi đá banh. Cái tối em về thì tắm rửa cơm nước xong cái làm chơi với con gái, chơi với con xong cái cuối tuần thì hay có mấy chương trình thể thao tụ tập trực tiếp thì em rất mê đá banh cho nên là em dành thời gian cho con. Có như là mất 2 ngày. Anh ấy quá bận rồi. Dạ. Niềm đam mê quá nhiều. Quá nhiều. Anh ấy mê nhiều quá anh ấy. Anh mê cũng biết luôn vậy đó. Tôi hy vọng
công là sau cái buổi nói chuyện này rồi á, anh mê những cái đó đó, nó chút ông mê vợ nhiều hơn đi. Theo chị, sao em không thay đổi một chút xíu thôi? Ví dụ là em đi uống cà phê với bạn, hoặc là thậm chí em đi đá banh, yeah. Em có thể rủ vợ với con em đi theo để mà mình khoe vợ khoe con mình sung sướng chứ bộ, đúng không? Đừng có để vợ mình cảm thấy là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì rất là tội nghiệp. Còn em muốn vợ thay đổi gì không? Hay bị bà căng nhằn lắm. Căng nhằn thôi đúng không? Ngoài ra còn gì nữa không? Với lại giờ em thì cái tính khá là men, cho nên sự sự một số vấn đề nó hơi bị cứng, em cũng muốn bà xã em giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hơn một chút, ví dụ như nói chuyện với mình mềm mỏng hơn chút thì em sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ và nhiều hơn là hiện tại bây giờ. Không, vậy là hợp lý em, hợp lý. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà muốn muốn vợ mềm thì mình phải bớt mê. Rồi thực sự là rất ngưỡng mộ hai đứa đó nha, tại vì một cái cặp này rất là đẹp đôi. Đẹp. Ừ. Chị cảm giác là ngoài những cái nhỏ nhỏ đó thì cuộc sống tụi em rất là hạnh phúc, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn. Chị tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tú Minh. Dạ. Thế còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút, là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại. Cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc ấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ hay không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng không rồi. Là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh quá. Là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn, mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch hôm... bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Đúng không? Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là tại sao mình lại để ý cô gái này?
Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Và vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi. Nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc nó rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt. Và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh, mặc dù nó khó khăn chậm, nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin đó. Thế còn Minh đó, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc, khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa các thứ hết, nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em, nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo váy vóc các thứ đi chơi như vậy. Thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không?
Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Ừ. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Ừ. và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Đó. Rồi đưa lần được lần đầu rồi có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Và lần hai như thế nào, có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà, chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế thôi ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố, bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam mình. Ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao hôm đó là bố biết rồi, bố gọi điện ạ. Lúc đấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện, con đang ở đâu đấy, con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối là tá túc bên đó. Vâng. Tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo một cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng được 3 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con của em quên của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc
lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? À, mẹ em sinh năm 66. À, thế là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Đừng có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi, và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình rồi. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á. Rồi mình có thích nghi Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em, rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Tại vì chắc chắn sau này mỗi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ
kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có ở đây, tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, tại Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam, vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu, cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất không, cả mọi thứ vẫn ok đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy, đã già đâu mà thì em có nói gì đâu, cho em nên là chứ. Cho nên em là khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ, hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ, mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm đúng rồi. Hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Dở Trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, đã gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười đại gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải dạch lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ồ, gì đấy, có thế luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có, khó ăn lắm ạ. Nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ
em muốn mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Nên tật xấu của vợ em à? Đó. Ôi. Này khó chia sẻ quá. Trong cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả. Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cảm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cô ấy mới cảm ràm. Đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết. Thực ra em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Tại thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nó sẽ bắt đầu. Tại thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Thế có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen này em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ơi, là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu, có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không, ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay mà là... Trước giờ có bắt gặp không? Dạ không có nhắn tin, chưa bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó dài. Tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà dài. Không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Nhắn tin. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn
gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Ừ. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái... Gọi là bạn không phải... phải không, tức là bạn... Mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi. Vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là... Em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được. Nếu như mình không làm, mình mệt, không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ... Thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa. Quá lớn. Chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, đó, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Yeah. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Ừ. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế. Đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể... cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lừa thôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kệ đi, đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. Tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình? Cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này. Rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật. Tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm, thương, con. Thương mẹ đấy lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi. Yeah. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Rồi xin chào. Rồi.